Nhâm Tuất 1982 nữ 2023. 42 tuổi thời chưa đến vận chưa có nên còn. Trùng trùng gian khó. Đúng ra cái tuổi 42 phải là cái tuổi của đỉnh cao sự nghiệp, có được công danh quyền lực, tiền tài, hôn nhân hạnh phúc, con cái viên mãn, sức khỏe dồi dào, nhưng đó là dành cho những người có nhiều may mắn. Còn đối với hầu hết mệnh này, phía trước là muôn ngàn khó khăn và thử thách. Trong năm thứ hạnh phúc của cuộc đời thì mệnh này chỉ có được hai thứ đó, sức khỏe dồi dào, con cái vẹn tròn, còn ba thứ còn lại là tiền tài, công danh và hạnh phúc. Trong tình yêu thì còn xa vời phía trước. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên xin nói về tiền kiếp trong đời quá khứ, vị lai của tuổi Tuất nữ đã tu luyện và làm điều gì để có thể chuyển hóa thành người trong những kiếp. 12 con giáp, mỗi con giáp là một câu chuyện để có thể trở thành một vị thần bản mệnh đại diện cho vận mệnh của mỗi tuổi. Bản chất căn nguyên của điều đó vẫn còn tồn tại dù có trải qua trăm nghìn kiếp. Tương truyền tiền kiếp của tuổi Tuất mệnh nữ là được cửu vĩ hồ ly tu luyện nghìn năm, ăn các loại linh chi thảo mộc trên tuyết sơn, thường nghe kinh hiểu pháp, có trí tuệ nhanh nhẹn, thân hình uyển chuyển, giàu lòng từ bi, trải qua vô số thử thách mới chuyển hóa thành vị thần bản mệnh. Có năm sắc, đối với vị thần bản mệnh này tượng trưng cho năm ngũ hành. Sắc xanh lá đại diện cho mệnh mộc, sắc đen đại diện cho mệnh thủy, sắc đỏ đại diện cho mệnh hỏa, sắc vàng đại diện cho mệnh thổ, sắc trắng đại diện cho mệnh kim. Nhâm Tuất là hiện thân của vị thần chuyển mệnh thủy, là người có được trí tuệ, mưu trí, khôn khéo. Trong con đường tu luyện trong các kiếp hóa thân cũng có nhiều thử thách. Điều thử thách lớn nhất đối với mệnh này trong các tiền kiếp đó chính là sắc đẹp, tình cảm, quyền lực. Một trong các kiếp đó từng là Võ Tắc Thiên, Đắc Kỷ, Tây Thi. Để đấu tranh đạt được các điều trên phải trả giá cho nghiệp trong các kiếp về sau. Đó cũng là nguyên nhân làm cho bản mệnh này tại thời điểm hiện tại vẫn còn trùng trùng gian khó trong tình yêu, tiền tài, công danh. Nhưng bản chất của Nhâm Tuất mệnh thủy là trí tuệ, nhanh nhẹn, khôn khéo và từ bi rộng lượng, do đó sự thay đổi vươn lên là rất dễ. Dù trong thế giới thực tại có muôn trùng gian khó, nhưng trong một thế giới khác mệnh này luôn thể hiện được sự đẹp mỹ miều, sang trọng, tràn đầy tình yêu và quyền lực. Vì đó là bản chất được tích lũy và di truyền trong vô số kiếp. Vậy thì con đường gian nan phía trước trong năm 2023 là gì? Khi nào nó xảy ra? Làm sao để thay đổi? Con người tồn tại trong cõi thế, trên có trời che chở, dưới có đất, bốn bể đùm bọc. Trên trời thì tinh tú nhật nguyệt chiếu soi và ảnh hưởng đến vận mệnh trong một năm của mình. 42 tuổi âm lịch mệnh nữ thì gặp phải sao La Hầu. Cũng có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rấu, điều tai nạn, hoặc tan sự, kiện thưa hay mang tiếng thị phi, sự nóng nảy bực bội. Sao này và sao Thái Bạch là một kim tinh sát khí rất nặng. Thời điểm sau này vượng nhất là vào tháng 1, 7, 9 âm lịch, các khó khăn thường ập đến vào lúc đó. Gặp hạn Diêm Vương, hạn này chủ về bệnh lâu chưa thể trị khỏi, người gặp hạn này thì thường đau đầu sổ mũi gặp. Ngoài ra Diêm Vương chỉ về các thế lực âm trong thế giới thứ ba thường theo quấy phé, trong cõi thế chỉ về các thế lực bóng tối thường theo làm phiền muộn, thị phi, tổn hại danh tiếng. Tháng xấu đối với hạn này là 3 tháng mùa thu 7, 8, 9 âm lịch. Giải pháp hóa giải với sao hạn thì nên cúng sao giải hạn vào mùng 8 đầu năm. Bên trên đã trình bày về góc độ văn hóa, tiếp theo đây trình bày về góc độ học thuật, số liệu và công nghệ để có thể thấy rõ hơn. Cuộc đời là một quá trình tích lũy từ lúc sinh cho đến hiện tại, sự ảnh hưởng của những năm quá khứ làm nền tảng cho năm hiện tại và tương lai. Mệnh này trải qua 42 năm nhiều thăng trầm. Bản chất của Nhâm Tuất là đại hải thủy, luôn luôn cuồn cuộn tuôn trào chảy về đông, trên con đường đi của thủy thường cuốn trôi đi vạn vật rồi đem lại sự hồi sinh. Thủy mạnh thì phải có được thổ dậy mới có thể giúp phát huy được cái dụng của mệnh, kế đến là phải có được hỏa để giữ cho trong xanh bất tận. Do đó mệnh này gặp phải các năm có hỏa có thổ thì có được niềm vui hạnh phúc, gặp kim, thủy, mộc thì khó khăn đủ bề. Trong 42 năm thì chỉ có 8 năm hỏa, 8 năm thổ là những năm được vui vẻ có tiền tài lẫn công danh. Còn lại 26 năm gặp toàn là kim, thủy, mộc là gặp phải những gian khó. Tính ra chỉ có 1/3 là những năm thuận lợi, còn lại 2/3 là gian khó nên mới nói trùng trùng gia khó. Gặp năm 2023 là năm kim thì sự gian khó về tình cảm, hôn nhân và tiền tài sẽ rất là lớn. Điều này sẽ diễn trong 4 tháng mùa xuân, 3 tháng mùa đông là thời điểm xấu nhất của mệnh này. Năm 2023 có đến 13 tháng mà trong đó đó có 5 tháng thủy, 2 tháng kim, 2 tháng mộc, chỉ có 4 tháng có hỏa và thổ.
có nghĩa rằng mệnh này sẽ trải qua 9, 13 tháng xấu và chỉ có 4, 13 là tháng tốt, nhưng tháng thuận lợi nhất lại rơi vào các tháng mùa hè ấm áp 4, 5, 6, 3 âm lịch, còn lại đều là các tháng bất lợi. Giải pháp đối với mệnh này trong năm 2023 là phải tăng cường được thổ, hỏa, bổ sung 60% hỏa và 40% thổ thông qua các giải pháp như chỗ ngủ có nhiều nắng sáng, màu sắc thời trang ấm áp, thường xuyên đi đến chùa đình, ăn các thực phẩm có nhiều màu sắc, ăn ngũ cốc, vận động thể thao nhiều, ngủ sớm dậy sớm tránh việc thức khuya. Trong các cách cải vận thì việc di chuyển đến những nơi ấm áp là điều tốt nhất. Ngoài ra việc đổi tên mình có một chữ dương hay chữ ánh thì cũng giúp cải vận, có thể sử dụng icon hình mặt trời. Tùy vào từng thời điểm sinh, từng địa lý cụ thể mà sự biến động thay đổi đời về nghiệp sẽ khác nhau. Dù sao đi nữa thì khi vượt qua được 50 mệnh này mới đạt được sự trọn vẹn, riêng những người có được thành công sớm thì phải cố gìn giữ. Lối giải thoát đối với mệnh này là đạo giống như hóa thân của mình. Hãy chia sẻ cho những ai cần.